Xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa đang xem kênh ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang tiếp tục chia sẻ cùng quý cô chú anh chị những phôi mai quái đẹp hết cô chú. Hiện tại là em đang đứng ở bãi kiển của chị Mỹ Xuyên ở chợ Ba Xe. Trước mặt em là một cây mai tứ quý tàn tròn như trái banh luôn hết cô chú anh chị. Tàn tròn đều khá là đẹp nha quý cô chú. Bộ đế thì em thấy đế cũng quá trời khủng nè quý cô chú anh chị. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ kênh ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip thật là vui vẻ và chọn được nhỏ mình những cái phôi mai ưng ý để về mình ghép mai mình ghép trong bộ sưu tập phôi của mình hết cô chú. Và bây giờ thì em xin được phép vào clip và giới thiệu phôi mai hôm nay của chị Xuyên ạ. Dạ em chào chị Xuyên ơi. Dạ chào chị ạ, chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Trước tiên cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đóng hộ, mong cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ. Số điện thoại của em là 0907492727, em tên Xuyên, số là số Zalo luôn. Em ở quận Môn, phường Trường Lạc, chợ Ba Xe, cô chú anh chị ủng hộ em nha. Đây là mã số 1 ạ. Dạ, rồi cái đầu tiên là cái trang hả chị? Cái mã số 1 là cái trang đỏ lá chung. Rồi cây trang đỏ lá chung nha quý cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí này là 38. Dạ. Rồi, ngay đây là một củ đặc luôn hả cô chú. Rồi mình đo một cái thân về. Nào, cái thân lớn nè. Sao đo được ta? Bên kia nó dính vô đây à. Bên đây nè. 11. Rồi, một cái thân lớn là 11 hả cô chú. Chiều cao là khoảng 1m3 nha cô chú anh chị, tán ngang khoảng 1m5. Mã số 1 này muốn giao luôn cùng cô chú anh chị đó là giá 1.3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Dạ, rồi một cây bông trang. Hôm qua em về cây hơi bông tối rồi đẹp nha cô chú. Có mãi nè cô chú anh chị thông cảm. Dạ. Cái này thì là một củ đặc ở dưới này cô chú anh chị ha, mình giao lưu bao nhiêu chị Xuyên ha? Mã số 1 này cũng giao lưu là 1.3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. À. Dạ, 1.300.000 bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 2. Rồi. Số 2 là một cây bông trang trang màu gì vậy chị? Trang vàng lá chung. Trang vàng lá chung nha quý cô chú. Vị trí này là 38. Rồi. Cao khoảng 1m5 nha cô chú anh chị, tán ngang khoảng 1m. Rồi, cái này cũng là một bệ đế đặc luôn hết cô chú. Chưa có vệ sinh kỹ sình không cô chú anh chị. Mưa gió. Đây là mã số 2 muốn giao lưu cùng cô chú anh chị đó là giá 1.3 triệu bao ship toàn quốc. Rồi cây đang cho bông luôn hết cô chú anh chị, rất là nhiều size bông luôn hết cô chú. Trang vàng lá chung ạ. À. Trang vàng lá chung. 1.3 triệu hả chị? 1.3 triệu bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Rồi 1.3 triệu luôn, đổi cây giùm em luôn nha. Cây trang vàng lá chung củ đặc luôn hết cô chú. Rồi tiếp theo là số 3. Mã số 3 là gì vậy chị? Là cây trang đỏ lá chung. Rồi, trang hoành ngay vị trí này là 28. Rồi. Chiều cao là 58. Đường kính bầu là 27. Rồi trang đỏ lá chung nha cô dạ, chú nhỉ. Trang đỏ lá chung mã số 3 này muốn giao lưu cùng cô chú anh chị đó là giá 2.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Rồi ở đây nó có cái đuôi cũng quái quá ha. Da nó lên sần sùi hết nha cô chú anh chị. Khá là già cây nha cô chú anh chị, lên da me hết nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đổi cây giùm em nha. Tiếp theo là mã số 4. Trang đỏ lá chung luôn nha cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí này là 32. Dạ. Chiều cao là 79. Đường kính bầu là 35. Mã số 4 là cái trang đỏ lá chung giao lưu cùng cô chú anh chị đó là giá 2.500.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị. Khá là già cây này cô chú anh chị, lên da me hết nha cô chú anh chị. Đế cũng quái quái ha, đa thân luôn nha cô chú.
trang đỏ lá chung 2,3 triệu phải không chị Xuyên? 2,5 triệu 2,5 triệu ăn gian 200 ngàn. Dạ rồi, đổi cây giùm em nha. À, tiếp tục là mã số 4, ý số 5. Mã số 5 là cây đỏ nhung nha cô chú anh chị. Dạ, một cây trang đỏ nhung. Thước lộn là khó khó. Hoành ngay vị trí này là 42. Rồi. Em đo cái thằng lớn. Cái thằng lớn là 19. Rồi, 19. Cao là khoảng 1,5 m, tới ngang là khoảng 1,2 m nha cô chú anh chị. Rồi. Cây đỏ nhung mã số 5 này cũng giao lưu cùng cô chú anh chị, đó là giá 3,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. À, gửi đều luôn hết với cô chú anh chị. Khá là dài nha cô chú anh chị, nguyên một bệ luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây. Rồi. Chiều cao nãy chị nói nhiêu quên nè. Cao khoảng hơn 1,5 m, tán dạ. Ngang khoảng 1,2 m. Rồi, trang đỏ lá chung hả chị? À, đỏ nhung. Đỏ nhung. Rồi, dạ đổi cây giùm em nha. Tiếp theo là số 6. Số 6 là cây mai vàng. Một phôi mai bonsai mini hết cô chú. Hoành ngay vị trí này là 18. Rồi. Chiều cao 31. Đường kính bầu là 25. Mã số 6 này là một cây mai vàng, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, đó là giá 1,1 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Rồi, 1,1 triệu ở đây có cái khá là dài cây, muốn lên xù cô chú anh chị. Rất là duyên hả cô chú. À, nó có cái thẹo nhưng mà không sao, cô chú anh chị đã xử lý xong. Dạ. Rồi 1,5 triệu phải không chị? 1,1 triệu. 1,1 triệu. À, mã số 6 là giá 1,1 triệu và cây mai vàng, muốn giao lưu cùng cô chú anh chị bao ship luôn. Rồi, già cây đúng nhé cô chú. Lên da me luôn. Dạ rồi, đợi cây giùm em nha. 7. Cũng là phôi mai vàng luôn hả cô chú, này bôi sai lùng lực luôn. Hoành cái vị trí này là 29. Dạ. Chiều cao là 36. Đường kính bầu là 40. Hoa mai vàng mã số 7 này cũng giao lưu cùng cô chú anh chị, đó là giá 2,2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À, khá là già cây nha cô chú anh chị, cái rễ nó u có cục hết nha cô chú anh chị. Rễ đều luôn hết với cô chú. Rồi, đợi cây giùm em nha. Tiếp theo là mã số 8. Là cũng phô mai vàng luôn nha chú anh chị, phô mai vàng này đó lên xù. Mã số 8 hoành ngay vị trí này là 30. Rồi, một phôi mai xù luôn nha với cô chú. Hoành 30. Chiều cao là 49. Đường kính bầu là 37 nha cô chú anh chị. Đây là mã số 8 muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, đó là giá 2,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. À. Cây đã lên xù nha cô chú anh chị. Xù. Bên này xù hơi nhiều nè. Khá là còm. Gãy đều bốn mặt luôn, heo với cô chú gãy cắm xuống luôn nha. Rồi, bonsai lùng lực đổi cây luôn nha, 2,500 triệu. Tiếp theo là mã số 9. Rồi. 9 cũng là hoa mai vàng nha cô chú anh chị. Nhìn rất là lực cây nha quý cô chú. Hoành ngay vị trí này là 48. Rồi, hoành 48. Chiều cao là 53. Đường kính bầu là 40. Mã số 9 này muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, đó là giá 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. À. Khá là nở hậu nha cô chú anh chị. 3,2 triệu. Gửi không? Rất là lực hen cô chú. Đều bốn mặt luôn. Da nó sần sùi hết nha cô chú anh chị. Này nó cũng kéo nhựa hết rồi. Dạ rồi, đổi cây giùm em nha. Tiếp theo là mã số 10. Rồi, một phôi mai vàng chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Đế quái luôn. Hoành ngay vị trí này là 34. Rồi, hoành 34. Chiều cao là 90. Đường kính bầu là 46. Mã số 10 muốn giao lưu cùng cô chú anh chị, đó là giá 4,2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. À.
4 triệu một bài 200 khá là lớn nha cô chú anh chị. Chi cành đầy đủ luôn hết cô chú anh chị, này mình ghép là mau chơi nha. Khá là già cây. Ở phía trên này là nó đột bể xù nách luôn hết cô chú anh chị. Rồi nguyên một bể đế quýp luôn. Rồi đổi cây giùm em nha. Hỏi này chắc phải hai người khiêm quá. Rồi. Tiếp theo là mã 11 là phô mai vàng luôn. Hoành nghe vị trí này là 37. Rồi hoành 37 luôn. Chiều cao là hơn 1m6 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 62. Mã số 11 này muốn giao lưu cùng cô chú anh chị đó là giá 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Dạ. Lên xù nha cô chú anh chị. Một phôi mai dán trực chi cành đầy đủ luôn nha quý cô chú. Đây đã bể xù dài dài hết. Tới đọt luôn nha cô chú anh chị. Ở trên đọt này nó có ô cục, cục nhìn nó quái lắm nha quý cô chú. Một cây dán trực luôn. Ở trên này à, ở đây làm như chảy xù luôn không chảy chị? Chảy xù bể hết à. Đây. Bể theo mấy cái chi cành hết à. Này chảy cộm luôn hết cô chú. Rồi chế đây cũng chảy xù dưới đây luôn. Nguyên một cái chỗ này thì cộm dày lên hết cô chú anh chị. Rễ thì đều bốn mặt luôn nha. Cây nhìn gật rất là lực cây nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, mình giao lưu bao nhiêu chị Xuyên ha? À, mã 11 này là khoai mai vàng giao lưu của chú anh chị là 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Rồi, 5,5 triệu luôn, mã số 11. Dạ rồi, đổi cây giùm em luôn nha. Rồi, tiếp theo là mã số 12. Tiếp theo là mã 12 là một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Rồi, nhìn quá trời VIP luôn nha, khủng luôn nha cô chú anh chị. Một cái bệ đế. Hoành ngay vị trí này là 33. Dạ rồi, hoành 33. Chiều cao là 81. Đường kính bầu là 60. Đây là mã 12 là một khoai tứ quý muốn giao lưu cùng cô chú anh chị đó là giá 6 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Rồi, 6 triệu đồng. Cái mã số 12 khoai tứ quý ha cô chú anh chị. Trên này chi cành có nha. Để khá là khủng nha cô chú anh chị. Nguyên một bệ đế đặt quá luôn. Trời luôn. Đế đặt luôn hay cô chú, đều bốn mặt luôn nha quý cô chú anh chị, không có bị lỗi bên nào luôn ha. Dạ rồi, 6 triệu phải không chị? Dạ 6 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. À. Rồi, một phôi tứ quý quá trời khủng luôn nha cô chú anh chị. Mã 12 là phôi tứ quý ạ. À. Cái này mình về mình ghép giống mới giờ là rất là mạnh mau phát triển hay cô chú. Dạ rồi, đổi cây giùm em nha. Dạ rồi, tiếp tục là mã 13 nha quý mã cô chú. Mã 13 là phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Rồi, một cái phôi quá trời quái luôn. Hoành ngay vị trí này là 34. Dạ rồi, hoành 34. Chiều cao là khoảng 1m. Gần 1m4 nha cô chú anh chị. Không tới luôn. Em quá lùn. Em có 1m mà. Đường kính bầu là 50. Mã 13 là phôi mai vàng cho luôn cùng cô chú anh chị đó là giá 10 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Rồi 10 nó triệu. Rất là quái cây nha cô chú anh chị. Rồi dáng hơi siêu hết cô chú anh chị nhưng lên mà thân lắc hết nha. Ở trên này lắc chi cành cũng có luôn nha quý cô chú. Dòm nó như là con nai luôn, một sừng luôn. Rồi, phần dưới này là xù hết hết cô chú, xù chảy nguyên cái từ khúc này tới đây ha. Ở dưới này cũng chạy xù luôn hết cô chú anh chị. Cái da mắt, cái dấu cắt của mình là cũng đã liền nha, nó đang đâm xử lý xong hết. Rồi. Không sao hết. Quá trời một bệ đế luôn. Rồi che một vòng nữa đi mình đổi cây hả chị. Cây này đang xù rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, 10 triệu phải không chị Xuyên? 10 triệu bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Dạ. Mã 13. Cây rất là đẹp, rất là quái nha cô chú anh chị. Giờ cây xù mà thân lắc nữa nha cô chú. Nhìn rất là lực cây, khéo cây nha. Dạ rồi, đổi cây giùm em ha. Rồi, mã số 14 nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 14 là khoai mai vàng nha cô chú anh chị.
Một phôi mai vàng nhìn rất là lực nha quý cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí này là 32. Dạ, hoành 32. Chiều cao là 86. Đường kính bầu là 49. Tổng cái hoành cũ của cái cây này nha cô chú anh chị. Ngay đây nè. Là 66. Dạ rồi, ngay vị trí này là 66 nha cô chú. Tổng cái hoành bầu là hết thước dây nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi một cái củ đặc luôn ha cô chú anh chị. Nó chảy đây xù. Là mã 14. Là một phôi mai vàng xù với cô chú anh chị. Xù lên tới trên này luôn nha cô chú anh chị. Là gần như là khoảng chừng 80% hết cô chú. Mã 14 này muốn giao lưu cùng cô chú anh chị là giá 18 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn à. Dạ. Đấy, khá là khủng nha cô chú anh chị. 18 triệu. Cây xù từ ở trên gần như trên ngọn luôn hết chú, xù nách luôn chạy tới đây luôn. Rất là nhìn rất là quái cây hết cô chú. Rồi, ở đây cũng có xù luôn nha. Một củ đặc luôn ha cô chú anh chị, rễ thì đều bốn mặt luôn. Cây rất là vip, rất là khủng nha cô chú anh chị. Rồi 18 triệu, mã số 14. Phôi mai vàng xù ha cô chú. Dạ rồi, đổi cây giùm em nha. Tiếp theo là rồi, tiếp theo là mã số 15 là số một 15 là phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Dạ. Khá là lớn không để bằng quay được nha cô chú anh chị. Một cây mai tứ quý. Rồi bây giờ mình vô mình đo thông số trước đi, sau đó em sẽ đi vòng vòng cho cô chú anh chị mình coi nha. Hoành ngay vị trí này là 61 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành ngay đây là 61. Khoan để xíu. Rồi xích xuống dưới, mình đo xích xuống dưới một cái nữa hả chị ha. Rồi ngay đây trước đi chị, ngay đây trước đi chị. Rồi xích cái ghế này treo. Ừ. Xích xuống dưới nha đó rồi. Dưới này là 73. Rồi xích xuống đây nữa là 73 nha cô chú anh chị. Đo nhiều thông số cho cô chú anh chị dễ cảm nhận được cái cây nha. Rồi. Chiều cao là hơn 2,5 m nha cô chú anh chị, tán ngang hơn 2,5 m luôn nha cô chú anh chị. Dạ, để cong dây ngay cái hoành bầu giùm em nha chị. Dạ, chiều cao là 2,5 m nha quý cô chú. Bầu hả? Dạ. Tán ngang là hơn 2,5 m. Hết thước dây luôn hả? Dạ, không được gì chân. Để em đi một vòng cô chú anh chị mình xem đế trước nha. Cái bệ đế rất là khủng nha cô chú. Bệ đế đặc luôn, đều bốn mặt luôn nha cô chú. Cái thân nó hơi dặn lắc nha cô chú anh chị. Chiều cao là 2,5 m, tán ngang hơn 2 m. Cái hoành bầu thì hơn hết thước dây luôn ha cô chú, mà nó còn trống đây, bên này nó dặn lắc bên này. Một củ đặc luôn ha cô chú. Nhìn cây ở ngoài nhìn rất là khủng nha quý cô chú anh chị. Rồi xương thì dày luôn ha. Cây này là cây thành phẩm luôn nha quý cô chú. Một cây mai tứ quý. Xương dày luôn nha. Nó đang có nụ luôn ha cô chú. Này mình để chơi gin là super vip luôn nha quý cô chú, tàn tròn như trái banh luôn. Do vì không gian nó hơi chật hẹp xíu nên là em cũng sẽ cố gắng cho cô chú anh chị mình thấy được cái tàn tròn nha cô chú, tàn rất là tròn luôn. Này là cây thành phẩm luôn ha cô chú anh chị. Qua cái mặt này nó cũng tròn luôn ha. Cây đang nở hoa rất là nhiều nha cô chú. Có hoa có trái luôn. Rồi mặt nào cũng tròn hết nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi chị Xuyên ở này mình giao lưu bao nhiêu hả chị? Dạ mã 15 này là một cây tứ quý ha, thành phẩm nha cô chú anh chị, tán ngang hơn 2 m, tán ngang hơn 2,5 m, gần 3 m, cao cũng gần 3 m. Dạ. Mã
phần lâm này cũng giao lưu cô chú anh chị là 38 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. Dạ 38 triệu một cây mai tứ quý siêu khủng luôn hết cô chú. Tàn tròn đẹp đế thì quá trời khủng luôn. Cô đế thì khá là khủng luôn cô chú anh chị. Đặt luôn nha cô chú, là một củ đặt ở đây luôn. Mình đo thử giùm em cái chi cành ở phía trên nha. Ừ. Dạ. Chi cành lớn nhất của nó là gần 30 nha cô chú anh chị. Dạ. 30. Rồi, chi cành lớn nhất là gần 30 nha cô chú. Cái này một cây mà mình để phía trước sân nhà là quá vip luôn. Rồi, 38 triệu nha cô chú anh chị. Cái này ship làm sao hả chị ha? Cái này là bao ship luôn chị. Bao ship 200 km. Rồi mình đi xung quanh cái tàn một lần nữa hết cô chú anh chị. Tàn rất là tròn luôn. Rồi đi. Do không gian nhỏ hẹp cho nên là cô chú cũng thông cảm giùm em nha. Dạ, đây là tổng thể của cái cây mai tứ quý hôm nay nha cô chú. Ủa, cao là 2,5 m tán ngang hơn 2,5 m, tàn tròn đều thành phẩm luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, mình còn cây nào nữa không hả chị Gia Xuyên nha? Dạ, mã 15 này cũng là cây cuối clip ạ. Tiên cũng cảm ơn cô chú anh chị vừa qua ủng hộ, cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ ạ. Dạ. Dạ, cho em xin lại số điện thoại nha chị nha. Số điện thoại là 0907 492727. Em tên Xuyên, số số Zalo luôn ạ. Dạ, mong cô chú anh chị yêu thương và ủng hộ cho chị Xuyên ạ. Số điện thoại lúc nào em cũng có để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha quý cô chú. Cây đang cho hoa rất là nhiều luôn. Dạ, xin cảm ơn chị Xuyên đã chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Em chúc quý cô chú anh chị sẽ tìm được cho mình những phôi mai đẹp và chọn được những cây mai tàn lớn vip khủng ở nhà mình hết cô chú. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở những clip sau. Em sẽ chia sẻ cho quý cô chú một số điểm bán mai thành phẩm, những điểm bán phôi mai mới cho cô chú anh chị mình tham khảo ạ.